Thời tiết thay đổi, bệ nấm trắng tấn công. Có lúc người trồng hoa hồng phải cắt bỏ hoàn toàn vườn hoa khi hoa đang có giá. Đến thời điểm chăm hoa phục hồi trở lại, thì người trồng hoa lại không thể xuất bán vì dịch Covid-19, làm cho thị trường hoa nói chung và hoa hồng nói riêng gần như tê liệt. Có thể nói chứ năm nào, người trồng hoa hồng lại lao đao như năm nay. Năm nay bông nó cao mà nó không có bông mà mua nữa, không có bông để bán. Đã không có thu mà lại phải bỏ chi nhiều nữa. Hầu như là bị hết, hầu như nhà nào cũng thấy bị. Không có nhà thì nó bị nhẹ hơn, có nhà thì bị nặng, hầu như mất hết. Khó khăn là vậy, nhưng cây hoa hồng được nông dân xác định là cây lâu năm. Và người trồng hoa hồng dường như đã quen với việc chuyên canh và truyền kinh nghiệm từ đời này sang đời khác. Vì vậy, gần như người trồng hoa hồng ở làng hoa Vàng Thành và những vùng lân cận không phá bỏ loại cây trồng mà cố gắng theo đuổi nghề trồng hoa hồng. Cái bông hồng của cô là cây lâu năm không chuyển được. Bây giờ cứ phải cầm cự để mà bơm thuốc để giữ cây thôi. Nói chung nhà nước hỗ trợ cho thế nào hoặc là giải quyết cho bông hoa cho có đầu ra thôi. Chứ còn cô bây giờ có vay vốn thì cũng bây giờ không làm mà tiền sao dám vay. Hoa hồng không chỉ có trồng ở Đà Lạt mà những năm gần đây, hoa hồng còn được trồng nhiều ở huyện Lạc Dương với diện tích lên đến hàng trăm hecta. Theo nhiều nông dân, hoa hồng là loại cây khó trồng vì rất nhạy cảm với thời tiết, với côn trùng và nấm bệnh. Nên người trồng hoa hồng có vụ thắng lớn nhưng cũng có vụ trắng tay. Song nếu có kinh nghiệm và kỹ thuật chăm sóc thì đây có thể là loại cây trồng cho thu nhập ổn định hơn cây sau ngắn ngày. Trồng hoa hồng với giá được cái thu nhập nó ổn định hơn thôi. Thì vậy thôi. Mấy năm trước chị cũng trồng rau nhưng mà thấy nó thu nhập nó không ổn định bằng. Thì nó cũng khó nhưng mà làm chập nó quen thì nó cũng dễ thôi. Khí hậu thuận lợi hơn. Rồi giống thì nói chung mình cũng nghiên cứu thêm mấy cái giống mới du nhập vào thì mình ghép thêm rồi thôi. Để cho cái giá nó ổn định hơn. Theo thống kê hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Lạt, hoa hồng được trồng tập trung tại phường 4, phường 5 thành phố Đà Lạt. Tuy nhiên, huyện Lạc Dương là địa phương có diện tích hoa hồng lớn nhất tỉnh Lâm Đồng với khoảng 200 hecta. Hiện mỗi năm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bán ra thị trường hàng triệu cành hoa hồng. Nông dân trồng hoa hồng cũng rất nhạy bén trong việc trồng nhiều giống hoa hồng mới, có những màu sắc mới lạ, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường. Dù năm nay được xem là năm người trồng hoa hồng gặp khó khăn nhất trong hơn chục năm qua, nhưng người trồng hoa hồng vẫn cố gắng bám trụ và hy vọng nghề trồng hoa hồng sẽ khởi sắc hơn khi dịch bệnh đi qua.